Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 3 tháng 10 xác nhận thông tin nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc tiếp tục mở rộng hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trước đó, hôm 30 tháng 9, theo dữ liệu được chuyên gia hàng hải Ryan Mortison của Trường Hải chiến Hoa Kỳ trích dẫn, tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã lần thứ tư quay trở lại hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo video của Vietnamnet, trong cuộc họp báo thường kỳ tại Hà Nội hôm 3 tháng 10, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói rằng hành động của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam và Hà Nội kiên quyết phản đối hành động này và đã có giao thiệp với phía Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao lại một lần nữa yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm, rút toàn bộ nhóm tàu nói trên ra khỏi vùng biển Việt Nam và không để tái diễn hành động tương tự. Kể từ đầu tháng 7, tàu thăm dò Hải Dương 8 của Trung Quốc cùng với nhóm tàu hải cảnh hộ tống đã xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần khu vực bãi Tư Chính, nơi Việt Nam đang hợp tác với một số nước để thăm dò và khai thác dầu khí. Sự kiện này đã đẩy căng thẳng trong quan hệ Việt-Trung lên đến đỉnh điểm kể từ sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào Biển Đông năm 2014. Cũng trong cuộc họp báo chiều 3 tháng 10, khi được hỏi về thông tin Trung Quốc thông báo triển khai giàn khoan dầu mới Hải Dương 982 ở Biển Đông kể từ ngày 21 tháng 9, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói phía Việt Nam đang theo dõi và xác minh thông tin này.